Hãng tin Reuters ngày 20 tháng 7 đưa tin, hiện có đến 34 nghị sĩ đảng Dân Chủ tại Lưỡng viện Quốc hội Mỹ cho rằng Tổng thống Joe Biden nên chấm dứt nỗ lực tái tranh cử. Con số này đại diện hơn 1/8 số nghị sĩ đảng Dân Chủ tại Quốc hội. Đảng của Tổng thống Biden hiện giữ 213 ghế Hạ viện và 51 ghế Thượng viện. Theo đài MSNBC, nghị sĩ kỳ cựu Joe Lofgren, bang California, là chính trị gia mới nhất kêu gọi ông Biden chấm dứt tranh cử. Bà cho rằng các cựu tổng thống của đảng này như ông Bill Clinton, ông Barack Obama nên chủ trì cuộc bầu cử sơ bộ mini để tìm ra ứng viên thay thế ông Biden đối đầu với ứng viên đảng Cộng hòa là ông Donald Trump. Nghị sĩ Lofgren nói nếu ông Biden quyết định rời đường đua thì đảng Dân Chủ cần phải nhanh chóng có những bước đi tiếp theo. Bà Lofgren cũng nói thêm rằng cần có cuộc tranh tài công khai và minh bạch để chọn ra ứng viên mạnh nhất. Bên cạnh đó, một vài cuộc vận động tái tranh cử cho Tổng thống Biden đang thông báo ngừng tổ chức theo kế hoạch, dù đảng Dân Chủ vẫn xúc tiến việc đề cử ông Biden và bản thân ông Biden cũng khẳng định sẽ tiếp tục tranh cử. Hãng tin Reuters dẫn một số nguồn tin tiết lộ Tổng thống Biden có kế hoạch gây quỹ ở Austin thuộc bang Texas, Denver thuộc bang Colorado và bang California vào tuần sau. Thế nhưng, những kế hoạch này đã bị hoãn lại, ít nhất là vào thời điểm này. Đài CNN hôm 18 tháng 7 dẫn các nguồn thạo tin cho biết, cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi, một nhân vật có uy tín trong đảng Dân Chủ, gần đây đã có cuộc trò chuyện riêng với Tổng thống Biden. Bà được cho là đã nói rằng những thăm dò chỉ ra ông Biden không thể đánh bại đối thủ Donald Trump, thậm chí nếu ông tiếp tục tranh cử sẽ ảnh hưởng đến cơ hội chiến thắng của đảng Dân Chủ tại Hạ viện. Nguồn tin tiết lộ ông Biden đã bảo vệ quan điểm tiếp tục tranh cử và chỉ ra rằng có những khảo sát cho thấy ông có thể chiến thắng. Một nhân vật quan trọng khác của đảng Dân Chủ là cựu Tổng thống Barack Obama gần đây đã nói với các đồng minh rằng cơ hội chiến thắng của ông Biden đã giảm đáng kể và Tổng thống đương nhiệm nên nghiêm túc cân nhắc khả năng tiếp tục tranh cử. Tuy nhiên, ông Obama cũng bác bỏ những ý kiến cho rằng mình có thể tác động đến quyết định của ông Biden, người từng là phó tổng thống trong hai nhiệm kỳ của ông Obama. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.